Thưa quý vị, miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài. Nguy cơ thiếu điện gia tăng trong mùa hè nên tại nhiều địa phương đã tiến hành cắt điện luân phiên. Việc này đang gây ra nhiều mệt mỏi cho người dân, thậm chí có những gia đình tránh nóng sai cách đã phải trả giá bằng cả tính mạng, như trường hợp mà chúng tôi muốn đề cập tại Hải Phòng tối qua. Ba bố con tại huyện An Lão Hải Phòng đã ngủ trong ô tô để tránh mất điện. Tuy nhiên, điều không mong muốn đã xảy ra. Sau ít giờ nằm trong ô tô, người nhà phát hiện một người tử vong và hai người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Thông tin từ cơ quan chức năng trên địa bàn thị trấn Trường Sơn có lịch cắt điện từ 15 giờ chiều ngày 1 tháng 6 đến 3 giờ ngày 2 tháng 6. Do thời tiết oi bức, người đàn ông 49 tuổi cùng hai con gái 20 tuổi và con trai 15 tuổi vào xe ô tô của gia đình bật điều hòa nằm ngủ cho mát. Đến khoảng hơn 3 giờ ngày 2 tháng 6, người vợ xuống kiểm tra thì phát hiện chồng cùng hai con bất tỉnh nên đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 7 giờ sáng nay, mùng 2 tháng 6, người con gái tử vong. Hai người còn lại vẫn đang được cấp cứu và đã hồi tỉnh. Hiện công an huyện An Lão Hải Phòng đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc. Thời gian qua nhiều ca ngộ độc CO do ngủ quên trong xe ô tô đã xảy ra. Theo lý giải của các chuyên gia, trong ô tô thường là không gian kín. Bình thường xe nổ máy, điều hòa mát nên mọi người vào giấc ngủ ngon giấc, sâu hơn và xe hết xăng sẽ tự động tắt máy. Một số ít trường hợp gặp trục trặc máy tự tắt. Khi đó thì môi trường trong xe kín oxy cạn kiệt dần và các nạn nhân thiếu oxy, lịm đi dẫn tới tử vong. Ngoài ra khí còn sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu để nổ máy. Do vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân nếu ngủ trên xe tránh nóng thì cần một số chú ý, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, lấy gió ngoài hoặc mở hé cửa để lưu thông không khí tốt, không nên đỗ xe trong không gian kín như là hầm, gara mà nên đỗ xe khu vực thông thoáng trao đổi khí tốt.